đại diện cho thân quyến xin cảm ơn trước là trụ trì chùa Linh Sơn Ngọc Quế và tất cả đại đức tăng ni trong chùa cũng như bà con tất cả xin cảm tạ và xin phép được nói một vài lời từ biệt với nhà tôi trước khi nhà tôi ra đi vĩnh viễn. Em thân thương của anh, chúng ta đã trải qua 78 năm. Em đã tưởng tỏ anh đã qua 78 tuổi và chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu thì tham ông nội bà nội, tham chú tức là cha và tâm của hai anh, và đến năm 26 tuổi mang nặng những cái tâm mà có những cái tâm vô cùng đau khổ. Em về với anh 52 năm, 26 năm cùng với các con sinh được 4 đứa con là bằng anh độc thân và anh em cùng anh với em cùng 4 đứa cháu, 4 con đã sống 26 năm ở Việt Nam. Qua đây cũng 26 năm. 26 năm đó biết bao nhiêu gian khổ, qua nhiều giai đoạn. Bây giờ thì em đã dứt áo ra đi, từ giã anh, từ giã 4 con, 2 dâu, 2 rể và 9 đứa, 5 đứa trong nội, 4 đứa trong ngoại. Em đã ra đi thanh thản, nguyện cầu chư Phật mười phương tiếp độ em và xin vĩnh thanh thay mặt cho các con, các dâu, rể và các cháu tiễn biệt em và mong em thanh thản ra đi. Tất cả những gì, những lỗi lầm của chồng, tất cả những gì của con phải không thể tránh khỏi những cái phiền hà đối với em. Bây giờ trước lúc ra đi, anh mong là em sẽ rũ bỏ tất cả để về với thế giới cực lạc, mong trời Phật hộ trì cho em và xin bái biệt em. Và nữa, trước khi thầy giả thì chúng tôi xin tặng 4 câu của một thiền sư đã nói về cuộc đời. 100 năm trước ta chưa từng gặp, 100 năm sau biết gặp được không? Cuộc đời sắc sắc không không, chỉ còn lại một tấm lòng cho nhau. Xin cảm ơn và cảm ơn tất cả, chúc tất cả được mọi sự an lành.